Ảo của phượt thủ Argentina, Tupi Saravia, một blogger đến từ Argentina, có hơn 292.000 lượt theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên chia sẻ loạt ảnh lung linh từ những chuyến du lịch vòng quanh thế giới nhưng mới đây người dùng mạng xã hội nhận ra điều bất thường trong album của blogger này. Dù Tupi check-in ở bờ, biển Amanfi, Italy, đảo Bali, Indonesia, hay Koha, Thái Lan, bầu trời dường như không thay đổi quá nhiều, bài đăng của mắt thu hút hơn 30.000 lượt thích với nhiều bình luận cho rằng những bức ảnh do tupi chỉnh sửa thật hài hước nhiều ý kiến chỉ trích những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội như tupi chỉ vì luôn làm cho bản thân đẹp hơn trên ảnh dù ngoài đời thực cảnh không như vậy về phần tupi cô thừa nhận rằng mình đã sửa ảnh tôi không thấy có chuyện gì nghiêm trọng ở đây tôi không bao giờ nói dối về điều đó tôi chẳng làm gì sai và đó chưa bao giờ là ý định của tôi cô khẳng định mình luôn tiết lộ với người hâm mộ về việc photoshop ảnh cho đẹp hơn thực ra tôi chính là người đầu tiên đùa rằng những đám mây theo tôi đi khắp thế giới tôi không ngờ mọi chuyện đi xa đến vậy